Nhắc hoài đó mà cũng không chịu ra nữa chứ phải. Quay ngang quay qua quay lại là thấy rồi. Lướt xíu là thấy em rồi phải không? Cái chiều follow thôi. Chiều follow follow đây. Cái tay chiều gặp lại follow lại. Bữa giờ tóc 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 hoài mà không thấy nằm ra nằm ghé. Đi rồi like share subscribe cho em nhé. Ăn mấy năm nay chứ phải đúng không? Cái này đấy có bánh đa đúng không? Đã bánh đa anh, bánh đa giòn lắm á, bánh đa Bình Định nó giòn hơn bánh phòng nhiều. Không lấy em làm phòng nữa, lấy luôn cái này về bán. Điều đang bán ngon là nước mưa đã đợi luôn. Ba khía là 40, 50, 60, hải sản là 50, 60, 70, đặc biệt là 70, 80, 90. Ba menu này mệt quá. Sáu khía 50 ha, cay không? Cay luôn. Cay luôn. Rồi cuối cùng là cây dừa hay cây luôn? Cây gì cũng được. À, cây dừa đi anh. À, cây dừa. Không lấy cà chua đúng không? Đóng hộp anh nhé, đóng hộp cho anh này nhé. Anh lấy xe ăn thử cho con này được không anh? Được, nhưng mà ăn ở ngoài đi với lại ăn vô gỏi nó khác nhau nha. Ờ, ăn vô gỏi thì cái nó có thêm gia vị á. Mình dùng cái này đủ luôn anh. Mỗi đũa đi. Đây là gì đây? Đây là Thái Lan 50. Để vừa làm ba chớp đi ha, để nó bóc thử đi. Rồi, đây là bánh tráng nhanh luôn. Ăn riêng ngoài thì nó hơi mặn xíu, nhưng mà vô trong gỏi thì nó có thêm gia vị nữa. Sao? Ổn không? Ổn không? Hơi mặn đúng rồi, phải vô trong gỏi nó mới đều với lại cái gỏi á. Nói nhiều đi. Bữa nào thiếu cái gì đó nóng bảo hiểm chấm kiếm hơi sợi dây nữa cột vô. Bán thì tao bán đây luôn mà. Cái này luôn nè, bàn ghế người ta nè. Thấy đâu? Thấy gì quá, để người ta nghĩ rồi chứ có đâu. Đúng rồi, đúng bán rồi. Bán tới mấy giờ anh? Bán tới 7 rưỡi, 8 giờ. À. Làm ngon á, cái gì nói em là cái ông này làm chạy xe. Tối là kêu em làm chạy xe đi, chạy qua khu này tìm ổng cho ta. 7 rưỡi, 8 giờ về đi tìm đâu? Đúng rồi, người ta về mất tiêu rồi. Thấy có cái bảng đây nè, bỏ đi đủ rồi. Người ta đứng chỗ à, chứ đâu đi đâu đâu. Mấy ngày đi nhâm nhi cái ông mà cứ đi đâu.